Hôm trước là tôi đã giới thiệu với các bạn cái loại sữa đặc sô-cô-la ông thọ này rồi. Nhưng mà hôm nay á là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà pha cái sữa đặc này với lại bột Milo. Thì nó sẽ làm cho cái món Milo của mình càng đậm đà hơn nha. Đầu tiên là tôi cho khoảng 1,5 muỗng canh sữa đặc vào cái ly. Tiếp tục là sử dụng bột Milo. Nhà tôi thì có sẵn cái hũ này rồi, thì tôi sẽ cho khoảng là 4 muỗng vào. Bạn nào mà sử dụng dạng gói thì cho khoảng 2 gói nha. Bước tiếp theo thì tôi sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh sữa tươi nữa, để dễ khuấy cái hỗn hợp này lên. Các bạn cứ trộn lên đến khi mà cái hỗn hợp này nó sền sệt như thế này là được rồi. Sau đó thì quét xung quanh cái thành ly cho nó đẹp. Bước cuối cùng thì chỉ cần cho thêm đá dầm vào, sau đó là có thể sử dụng được rồi. Riêng bạn nào là fan của các loại topping thì có thể cho thêm bánh flan hoặc là trân châu, hoặc là cái bánh Milo giòn giòn cũng được. Chỉ cần cho cái sữa đặc này mà pha cùng với Milo thì càng làm cho mùi sô-cô-la đậm đà hơn. Tôi nghĩ bạn nào mà là fan của sô-cô-la và Milo thì chắc chắn là món này sẽ nằm trong danh sách những món mà các bạn rất thích trong thời gian tới cho mà xem.